tăng tốc kiểu Jin của Fuji. Lòng CAT 62 Fuji. Test dyno với lòng CAT 62 SCO Koji, mô tăng tốc kiểu Jin Koji trên Honda Winner. Đang được kỹ thuật hùng tại đây con dép hùng năm hộ. Tới anh em có thể trải nghiệm được lòng CAT 62 dành cho Winner. Đây là bô tăng tốc kiểu Jin Koji. ACU Koji đang được lập trình map cho chính kỹ thuật hùng tại Dyno Z 5 hộ. Quả sẽ được phụ tùng anh em Đông Nam Á, phụ tùng anh em Gia Lân đăng công khai lên sau quá trình test. Xin cảm ơn toàn thể anh chị em cũng như toàn thể quý vị khách hàng rất nhiều sự tin tưởng và luôn đồng hành của quý vị khách hàng cũng như toàn thể anh em dành cho những thương hiệu của phụ tùng anh em Đông Nam Á. 99 Phạm Hữu Trí, phường 15, quận 5, anh em Gia Lân. Đó là niềm vui để chúng tôi có những sản phẩm tốt nhất dành cho quý vị. Xin chân thành cảm ơn.